Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm update cho các bạn cái dự án con Soi Financy này nhé. Soi Financy. Đây là một cái dự án hôm trước mà mình đã làm trên kênh của mình. Có một cái dự án đã làm về cái con Soi iRob này rồi ấy. Đây, có mấy dự án rồi ấy. Đây này, giới thiệu về Soi này. Có bot rep đây này. Đó. Đúng rồi. Đấy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tiếp cho các bạn cái dự án này. Nó là chạy rất là nhiều cái dự án nhé. Hôm trước thì nó có iROP ở trên nền tảng PancakeSwap. Tiếp theo nữa là nó có cái iROP ở trên cái nền tảng bot. Tiếp theo nữa là nó lại có một cái iROP ở trên con SushiSwap. Sushi thì đến ngày mùng 1 tháng 1 mới làm nhé. Đấy thì mình sẽ hướng dẫn cái Sushi đấy sau. Hôm nay thì hướng dẫn các bạn chat cái này nhé. Dự án này một coin hình như đang là có giá là khoảng bao nhiêu nhỉ? 3 hay 4 đô gì đấy. Đăng ký này. Ý nó làm ra cái gì ấy? Tự dưng ra cái gì ấy? Izumi. Trời ơi, tôi vào cái bản này đi cho nó nhanh đi. Bản đấy tôi không có biết cái gì luôn ấy. Chat nó cứ đơ đơ đơ. Đây. Đăng ký. Start. Đây, đấy, nó ra cái này thì mình mới làm được này. Trời ơi, nó cứ cứ, cứ như kiểu là nó ra tiếng Việt ấy, mình nhiều lúc mình còn mình còn như kiểu không làm được ấy, tại vì là nó không có. Đây vào đây thì mọi người có một số cái nhiệm vụ để chúng ta nhận được 30 token nhé. Thì đầu tiên là chúng ta liên kết cái tài khoản này. Thì ở dưới thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ yêu cầu chúng ta cái Twitter của mình nhé. Mọi người vào profile, chúng ta sẽ copy lấy tên. Dán vào đây. À ở đây, phải ấn vào tên Twitter để lại mới điền này. Trời ơi, nó đơ kinh vậy. Hới, là sao vậy? Đây, lúc đấy thì mình mới dán cái con này. Mày chạy nhanh cho tao nhờ cái coi. Đã được cập nhật. Đã được liên kết thành công. Tiếp theo là tham gia Telegram. Rồi. Quay lại một phát nữa. Hai. Tiếp theo là theo dõi chúng tôi trên Twitter. Retweet bài đăng của chúng tôi. Tham gia kênh tin tức. Rồi. Tiếp theo nữa là ấn vào Refet xem nào. Nó ra cái gì không nào. Rồi, được 13 đồng. Số ngày còn lại là 13. Phần thưởng là 8,5 soi. Tham gia nhóm cái này tôi tham gia rồi mà. Ủa. À cái này mình chưa theo dõi, khổ quá cơ. Ấn vào từ từ dưng này chẳng theo, quay lại lại ấn là refresh là cái gì? Đây, cái này thì reset rồi nhá. Quay lại ấn vào refresh. Theo rồi. Theo rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ ấy nhá. Cái này thì là flow rồi mà nhỉ. Cái này thì cũng thuyết chuyên bài đăng của chúng tôi red rồi mà. Đây, flow rồi còn gì nữa. Hay là red cái này á. Đấy, tiếp theo là các bạn trở về promotion này. Ấn vào bản đăng ký hay là giới thiệu trả thưởng. Kiếm CLO. Bản đăng ký.
Ôi trời chơi ạ. Tôi ấn cái bên này tôi lại còn không biết luôn đấy, tiếng Việt đấy. Tôi hướng dẫn cho mọi người cái bên này đi. Trời ạ, tôi buồn ghê cơ. Đây mình có hướng dẫn này, các bạn join vào Telegram, click vào nút trên chờ và dán vào tên xong rồi nhé. Đăng ký là theo dõi các thứ là xong hết rồi nhé. Quay lại bot 9 ở setting. Đây, ấn vào promotion nhé. Đấy, làm xong cái bước lúc nãy này. Ấn vào promotion, setting. Đấy, ở đây thì mọi người chọn cho mình cái phần security. Đấy, ở đây thì mình sẽ set đấy nhé. Chúng ta sẽ set password nhé. Đấy, xong thì mọi người ấn vào import pk. Đấy, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta cái password mà chúng ta đánh vào ấy. Đấy. Thì chúng ta sẽ log in được vào trong nhé mọi người nhé. Đấy. Quay lại phần menu này. Các bạn ấn Flow Motion. Mọi người chọn cho mình cái phần rep. Rep link. Mọi người chọn cho mình cái phần không phải cái này nhé. Soi Financy Global. Đấy, ấn vào Get Link. Các bạn sẽ thấy link để giới thiệu bạn bè nhé. Đấy, con này khá là lằng nhằng. Nói chung là các bạn phải vào setting, sau đó các bạn set password. Đấy, sau đấy thì mọi người mới log in được vào trong đấy. Bên này thì cũng thế, làm y chang thế thôi. Nhưng mà tiếng Việt là mình không có ấy gì cả. Tiếng Việt mình còn không làm được luôn ấy. Không biết nó dịch nào cứ loạn hết lên mọi người ạ. Đấy, thì bên này là mình đã hướng dẫn tiếp các bước trong các bạn xong rồi nhé. Làm hết cái nhiệm vụ này phát là vào trong cái phần setting thôi. Đấy, chúng ta thiết lập cái password nhé, 9 ký tự, 9 số ký tự trở lên. Sau đấy vào phần APK lúc nãy đó. Đấy, vào phần này, export PK này. Đấy, security này là chúng ta set set password nhé. Cái này là export PK là chúng ta log in vào trong ấy. Đấy, cái này thì mình đã set rồi cho nên mình không còn đánh lại cho mọi người nữa. Đấy, ok nhé, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Chúc bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này.